tài chính trong tay hiện có khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2, cần tìm nhà mua gần quốc lộ 50, cầu Ông Thình, Quy Đức, Bình Chánh, pháp lý sổ hồng riêng, nhà mới 100%, đường ô tô đến nơi, mà khu vực trung tâm đầy đủ tiện ích nữa, như là nhà nằm trong trung tâm thị trấn luôn, thì sao hả quý cô chú và anh chị? Rất khó tìm đúng không ạ? Cái gì khó tìm thì để em Thương lo cho quý cô chú và anh chị mình nha. Dạ thì em là Hoài Thương, xin được mến chào tất cả quý cô chú và anh chị. Ngày hôm nay quay trở lại thì em Thương sẽ giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị một siêu phẩm căn nhà nằm ngay cốp mắt Cần Giuộc luôn ha quý cô chú và anh chị. Dạ, ngay từ đầu thì em Thương đã báo cho quý cô chú và anh chị rồi, nhà mình là nằm trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc ha. Em Thương bán nhà ở Long An. Dạ, phía bên tay phải của em là quý cô chú và anh chị mình di chuyển nè, thẳng một đường là tới dòng xây Tân Kim ha. Rẽ về bên trái một xíu là quý cô chú và anh chị mình chạy thẳng về Quy Đức, Bình Chánh nè, cũng như là cầu Ông Thình ha. Kết nối về quận 5, quận 7, quận 8, Nhà Bè thì đâu đó khoảng tầm là từ 15 đến 20 phút thôi, một vị trí rất là thuận tiện luôn, xung quanh thì đầy đủ tiện ích. Dạ, đây là vị trí căn nhà của mình nè quý cô chú và anh chị. À dạ thì vị trí căn nhà của mình là cách mặt tiền quốc lộ 50 này, đi vào bên trong đúng 100m thôi quý cô chú và anh chị. Và căn nhà này có diện tích là ngang 4m2, dài cho 16m, thiết kế là một trệt một lầu. Căn nhà vừa mới được hoàn thiện luôn, mới 100%, còn rất là thơm mùi sơn ha quý cô chú và anh chị. Đường này mà quý cô chú và anh chị mình đi đến vào nhà mình là đúng 100m ha. Một tiếng đường bê tông 4m nè, ô tô, xe tải mình di chuyển thoải mái luôn ha quý cô chú và anh chị. Và vị trí mà em Thương đón quý cô chú và anh chị là tại Cốp Mát Cần Giuộc nha. Một vị trí rất là thuận tiện cũng như là dễ tìm kiếm trên Google Maps ha quý cô chú và anh chị. Và ngay bây giờ thì em Thương sẽ mời quý cô chú và anh chị mình di chuyển vào phía bên trong nè, để mình xem và tham khảo căn nhà của mình ngày hôm nay ha. Với tầm tài chính trong tay hiện có khoảng tầm từ 1 tỷ đến 1 tỷ 2 là quý cô chú và anh chị mình đã có thể sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng rồi. Pháp lý đầy đủ, thủ tục rõ ràng luôn. À dạ thì quý cô chú và anh chị mình nếu không đủ tài chính thì em Thương cũng sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú và anh chị mình vay ngân hàng ha. Về các giấy tờ thủ tục thì em Thương sẽ lo hết cho quý cô chú và anh chị. Còn nếu quý cô chú và anh chị mình có khúc mắc gì cũng như là chưa hiểu vấn đề gì thì em Thương cũng sẵn sàng tư vấn cho quý cô chú và anh chị. Cũng như là quý cô chú và anh chị mình hãy đừng ngại nhấc máy lên và gọi ngay cho em theo số điện thoại là 0935 383 449. À, khu dân cư của mình thì ở hiện hữu nè, ở đông đúc, ở san sát hết rồi. Về đây không có sợ vắng, sợ buồn nè. Mà di chuyển ra đầu đường khoảng tầm 100m thôi là đã có map nè, có quán hàng quán ăn ha quý cô chú và anh chị. Chợ nè, trường học các cấp thì cách nhà mình đâu đó khoảng tầm bán kính là 1 đến 2 cây số thôi ha quý cô chú và anh chị. Về đây mà vừa nội trợ nè, vừa đưa đứa con em mình đi học thì cũng rất là thuận tiện ha quý cô chú và anh chị mình ha. À dạ thì ở khu vực của mình là em Thương sẽ bao tác quy hoạch cho quý cô chú và anh chị mình luôn ha. Cam kết là nhà mình không vướng dự án nè, giải tỏa quy hoạch tranh chấp gì hết. Các giấy tờ đó thì em Thương sẽ hỗ trợ đi test cho quý cô chú và anh chị mình, trả lời bằng văn bản cụ thể để cho quý cô chú và anh chị mình yên tâm nhất có thể ha. Và bây giờ thì em Thương đã di chuyển đến căn nhà của mình rồi. Cô chú và anh chị thấy nè, mật độ xây dựng khu dân cư của mình rất là đông đúc ha. Về đây không có sợ vắng sợ buồn nữa đâu. Đây là vị trí căn nhà mà ngày hôm nay em Thương muốn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị. Một căn nhà có diện tích là ngang 4m2, chiều sâu vào là 16m. Thiết kế một trệt một lầu, xây theo kiểu mái hợp rất là hiện đại và sang trọng ha quý cô chú và anh chị. À dạ, trục đường của mình là đường bê tông 4m nè. Ô tô, xe tải mình di chuyển thẳng lên đến nhà luôn ha quý cô chú và anh chị. À dạ thì quý cô chú và anh chị mình quan sát nè, mặt dựng căn nhà của mình nhìn vào là rất bắt mắt luôn ha, hiện đại và sang trọng luôn. Các chi tiết nhìn vào là thì rất là tỉ mỉ ha quý cô chú và anh chị. Và đây là khoảng sân trước nhà mình nè, khoảng sân này thì đã được lót gạch cho mình rất là sạch sẽ. Hai bên thì được xây bờ tường khá cao. Cô chú và anh chị mình về thì có thể làm thêm một cái mái che bên trên ha. Nhà mình thì hướng nắng buổi sáng, không có quá nắng để cho quý cô chú và anh chị mình có thể sinh hoạt nè. Khoảng sân này thì có thể đậu xe máy, trồng thêm cây xanh, cây kiểng nè. Bên ngoài thì có một lớp cửa sắt cho mình nữa nè, rất là chắc chắn ha quý cô chú và anh chị. Dập CNC nè, kiên cố nè, các chi tiết thì tỉ mỉ, hai trụ cột kiên cố, có thắp sáng những bóng đèn luôn. Nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng thì tất nhiên cũng sử dụng điện nước riêng ha. Điện là điện của nhà nước ha. Nước là nước máy rất là sạch sẽ. Cô chú và anh chị mình về đây thì yên tâm mình xử lý cũng như là sinh hoạt gia đình ha. Và đây là khoảng không gian phòng khách bên trong căn nhà của mình. Một căn nhà có bề ngang là 4m2 thì khoảng không gian phòng khách khá rộng rãi, vừa vặn để cho quý cô chú và anh chị mình có thể thiết kế được nhiều nội thất cần sử dụng nè, như một bộ ghế sofa nè. Đối diện là có kệ tủ tivi. À, dạ thì toàn bộ những nội thất bên trong căn nhà này gia chủ sẽ đều tặng lại cho quý cô chú và anh chị mình hết nha. À, nội thất trong căn nhà bao gồm ở dưới tầng trệt là một bộ ghế sofa nè và một bộ bàn ăn nữa ha. Một bộ bàn ăn thì ngày hôm nay gia chủ chưa có dọn vào ha, nhưng mà khi mà bàn giao nhà đến cho quý cô chú và anh chị thì sẽ đầy đủ nội thất cho quý cô chú và anh chị mình, chỉ cần xách vali vào và ở căn nhà này thôi ha. Hai bên tường của mình nè quý cô chú và anh chị mình nhìn khoảng không gian phòng khách vừa sáng mà vừa sang trọng nữa, ốp những tấm PVC nè, giả gỗ giả vân đá cho mình ha. Trần nhà thì được dựng hợp rất là cao nè, có trang trí những bóng đèn lon, đèn led. Chính giữa thì nhấn nhá cho mình một bóng đèn pha lê. Cửa chính là cửa sắt, ốp kính cường lực dày,
có trang bị sẵn cho mình là một bộ rèm rồi ha quý cô chú và anh chị. Căn nhà này thì em thương thấy rất là chỉnh chu, cô chú và anh chị mình mua là chỉ cần dọn về và ở thôi. Một cái tuyến đường cũng rất là thuận tiện cho cô chú và anh chị nào đang tìm nhà ở hướng quốc lộ 50, cầu Ông Thình, Quy Đức, Bình Chánh ha. Vậy thì từ vị trí căn nhà này mà quý cô chú và anh chị mình di chuyển ra đến chợ Quy Đức, Bình Chánh nè, về cầu Ông Thình thì đâu đó khoảng tầm 10 phút thôi, đi xe máy rất là thuận tiện ha, một tuyến đường chạy thẳng thôi, đường vào nhà cũng là đường ô tô xe tải luôn. Cô chú và anh chị mình nếu đang quan tâm thì nhớ cân nhắc căn nhà ngày hôm nay của em Thương ha. Một căn nhà mà cô chú và anh chị mình chỉ cần bỏ ra mức tài chính tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 là mình đã có thể sở hữu được rồi. Đây là khoảng không gian phòng bếp ha quý cô chú và anh chị, rất là rộng rãi luôn. Cô chú và anh chị mình về thì có thể đặt một bộ bàn ăn từ 4 đến 6 ghế cho gia đình nè. Xung quanh tường của mình thì được ốp gạch khá là cao luôn. Đã có sẵn cho mình là kệ tủ trên, kệ tủ dưới, mặt bếp được ốp gạch sạch sẽ, xung quanh thì được ốp kính cho mình nè, có những bóng đèn led chạy xung quanh nữa ha. Dạ thì gia chủ căn nhà này cũng rất là tâm huyết thôi quý cô chú và anh chị. Quý cô chú và anh chị mình quan sát xung quanh sơ sơ thôi. Những cái khoảng trống thì gia chủ cũng đã tận dụng đóng sẵn cho mình những kệ tủ hết rồi nè, để cô chú và anh chị mình có thể đựng những vật không cần thiết vào bên trong ha, giúp cho không gian nhà mình thêm phần rộng rãi hơn. Cũng như là bên đây có sẵn cho mình một cái kệ tủ âm nè, cô chú và anh chị mình về thì có thể mình trang trí nè, cũng như là mình để những chậu cây, chậu kiểng nhỏ, cũng như là những bình rượu hay là những vật phong thủy của gia đình ha. Một căn nhà nói chung là 4m2 nha em. Một căn nhà 4m2 dài 16 thôi nhưng mà thiết kế rất là đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình ha. Một mẫu nhà vừa hiện đại vừa sang trọng luôn. Và đây là khoảng không gian cuối cùng ở dưới tầng trệt ha, khoảng không gian sân sau nè, có đường ống cấp thoát nước, ổ điện cho quý cô chú và anh chị mình lắp máy giặt ha, và nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng của các thành viên dưới đây. Thì nhà vệ sinh của mình thì em thường thấy nè, dán gạch cao lên tới trên trần, trang thiết bị nội thất cơ bản thì đều được chọn cho mình bằng loại sứ trắng ha, rất là cao cấp và sang trọng luôn. Khoảng không gian sân sau thì bên trên có chừa cho mình những ô thông gió nè, đã được rào lại rất là an toàn rồi ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì nãy giờ là những chi tiết ở dưới không gian tầng trệt cũng như là đoạn đường mà em Thương chia sẻ để cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Một cái tuyến đường để cho quý cô chú và anh chị mình có thể hình dung ra cái con đường từ nhà mình đến các quận trung tâm thành phố ha quý cô chú và anh chị. Và căn nhà này thì hiện tại gia chủ muốn bán lại cho quý cô chú và anh chị với mức giá là đúng 2 tỷ 200 triệu, giá thật 100%, không phát sinh. Cô chú và anh chị mình chỉ cần có trong tay tài chính đâu đó khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 là đã có thể sở hữu được căn nhà của mình rồi. Nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng, đất thổ cư và đặc biệt là đất ở tại đô thị ha. Nên là ngân hàng thẩm định cho vay căn nhà này rất là cao. Cô chú và anh chị mình nhớ cân nhắc tài chính ha. Nếu mình cảm thấy thật sự phù hợp thì nhấc máy lên và gọi liền cho em theo số điện thoại là 0935 383 449 để mình xuống xem nhà ha. Nếu cô chú và anh chị mình muốn tham khảo về cái khoản mà vay ngân hàng á, một tháng mình đóng bao nhiêu thì em Thương sẽ tính cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo luôn. Các giấy tờ thủ tục còn lại thì em Thương sẽ lo cho quý cô chú và anh chị. Còn bây giờ thì em mời quý cô chú và anh chị mình di chuyển lên không gian bên trên. Dạ thì em Thương đã đi lên tới khoảng không gian bên trên tầng lầu rồi ha quý cô chú và anh chị. Nhà mình thì không có phòng ngủ tiện ích ở dưới tầng trệt, nhưng mà bù lại là nhà mình có tới 3 phòng ngủ ở trên lầu ha quý cô chú và anh chị. Rất thích hợp cho gia đình mình có thể ở từ 4 đến 6 thành viên nè. Ở nhiều thế hệ luôn á. Dạ. Và đây là căn phòng đầu tiên, một cái diện tích khá vừa vặn để cho quý cô chú và anh chị mình thiết kế nội thất theo nhu cầu cần sử dụng của gia đình nè. Giấy chờ máy lạnh của mình cũng được chừa sẵn và cửa là nhôm sifa kính cường lực mờ ha quý cô chú và anh chị. Và em Thương thấy thì căn phòng bên đây và căn phòng kế bên thì hai căn phòng diện tích thiết kế cũng giống như nhau. Vậy thì căn phòng bên đây của mình có một cái cửa sổ nữa nè để cho quý cô chú và anh chị mình mở ra lấy thoáng lấy gió ha. Ban ngày thì rất là mát mẻ luôn. Quý cô chú và anh chị mình không cần phải sử dụng thêm quạt hay là máy lạnh nữa đâu. Rất là mát mẻ ha quý cô chú và anh chị. Và thì em Thương sẽ đo hướng cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo luôn. Dạ, căn nhà của mình là thuộc hướng Tây Bắc nha. Cô chú và anh chị nào đang tìm nhà hướng Tây tứ trạch thì có thể tham khảo căn nhà ngày hôm nay của em Thương. Một căn nhà chỉ có mức tài chính khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 là đã có thể sở hữu rồi. Và đây là nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng chung của các thành viên ở không gian trên lầu ha. Ba không gian phòng ngủ thì mình sẽ sử dụng chung một nhà vệ sinh. Trang thiết bị nội thất của mình cũng được trang bị sẵn giống như nhà vệ sinh ở bên dưới rồi. Và đây là căn phòng cuối cùng, có vị trí cao nhất cũng coi như là diện tích rộng rãi nhất ha. Cô chú và anh chị mình có thể để là phòng thờ nè, hoặc là phòng ngủ hay là phòng sinh hoạt chung ha, tùy thuộc theo nhu cầu cần sử dụng của gia đình mình nè. Ban công bên ngoài thì đã được rào lại rất là chắc chắn luôn. Từ vị trí ban công này cô chú và anh chị mình nhìn xa xa ra một xíu nè, khoảng tầm 50m là mình đã tới cốp mát cần dục rồi, thêm 50m nữa là ra tới mặt tiền của quốc lộ 50 luôn ha quý cô chú và anh chị. Xe qua lại rất là đông đúc nè, cũng như là buôn bán thì tấp nập ha. Về đây tiện ích không thiếu thứ gì luôn. Cô chú và anh chị mình cứ về đây mà yên tâm sinh hoạt cũng như là nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc ha. Dạ thì toàn bộ những thông tin về căn nhà này thì em Thương đã chia sẻ cho quý cô chú và anh chị mình một cách rõ ràng, đầy đủ, chính xác nhất, cũng như là công khai giá ngay từ đầu để cho quý cô chú và anh chị mình dễ tham khảo rồi.
Nên là cô chú và anh chị mình có gì thắc mắc thì hãy nhấc máy lên và gọi liền cho em nha. Em sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú và anh chị mình tư vấn thêm một lần nữa rõ ràng trước khi quý cô chú và anh chị mình xuống xem nhà, để khi xuống đây thì mình vào việc luôn, đỡ phải mất thời gian hỏi quý cô chú và anh chị. Dạ thì cuối cùng em xin chúc cho tất cả quý cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp nhất. Em mời quý cô chú và anh chị mình cùng nhìn ngắm căn nhà của mình một lần nữa ha.